Một công trình xây dựng sau khi hoàn thành phần thô sẽ bước vào quá trình hoàn thiện. Công đoạn đầu tiên của quá trình này là chát tường. Thay vì tốn rất nhiều nhân công và thời gian để tô chát một bức tường như trước đây, thì nay các bác thợ xây có thể sử dụng máy chát tường tự động để làm thay công việc này. Hiện nay trên thị trường cũng đã khá phổ biến các loại máy chát tường tự động do Việt Nam tự sản xuất hoặc nhập khẩu. Tiêu biểu có thể kể đến máy phun vữa chát tường Nam Phú Lộc. Máy có thể dễ dàng di chuyển và điều chỉnh tốc độ phun nhanh và chậm. Chiều cao phun tới 20m, có thể phun trần nhà. Để sử dụng, bạn đơn giản chỉ cần đổ vữa vào cối đảo của máy. Máy sẽ hút và đẩy xa lên đến 60m. Đây là dòng máy thi công hoàn thiện bề mặt được sáng tạo ra để sử dụng chuyên nghiệp cho việc chát tường với tốc độ cao, giảm tối đa nhân công, tiến độ và tiết kiệm chi phí. Máy thường được ứng dụng trong các dự án xây dựng chung cư, tòa nhà, văn phòng, nhà xưởng với các yêu cầu cao về độ thẩm mỹ lẫn tốc độ hoàn thiện dự án. Máy cũng rất dễ dàng lắp đặt với chỉ 1 phút cho mỗi lần chuyển vị trí mới. Được vận hành bởi đội ngũ 3 người công nhân bình thường nhưng lại cho năng suất bằng 15 thợ chát nên rất tiết kiệm nhân công và chi phí cho chủ đầu tư. Với cách vận hành dường như khép kín của máy chát tường tự động nên có thể tiết kiệm lên tới 20% vật liệu rơi vãi trong quá trình chát, đồng thời cho mặt phẳng chát mịn, tránh được các vết nhám rõ trên mặt tường. Một số tính năng nổi bật của máy phun vữa chát tường Nam Phú Lộc có thể kể đến như khả năng chát có thể lên tới 500 đến 700 mét vuông mỗi ngày, tiết kiệm đến 70% chi phí lao động, tăng khả năng lao động từ 10 đến 15 lần so với phương pháp truyền thống, có khả năng chát khu vực có diện tích nhỏ như phòng tắm, sân thượng, ban công, dễ dàng di chuyển máy khi qua cửa hoặc dầm bê tông trần nhà mà không cần tháo rời, trọng lượng nhẹ nên dễ dàng di chuyển, đặc biệt hơn còn tích hợp điều khiển từ xa rất tiện lợi.